cầu thủ già thôi, nhưng mà chất lượng. Lỗi rồi, lỗi của đá cung đối với thủ môn Công Hội. Có đang tìm đồng đội. Đấy, Bắc Cường dứt điểm không được rồi. Văn Kiệt đá tuyến không được rồi. Bắn em một không, một không. Bàn thắng rất dễ cho Bá Nam. Tôi đã nói từ đầu rồi, Bá Nam là cầu thủ trẻ triển vọng của giải đấu này. Bá Nam tỷ số hiện tại đang là 1-0. Đá Tuấn, đá Tiến, đá Tùng, đá Tuấn, đá Tùng dứt điểm không vào. Điểm hiếm hoi của các thủ bên phía Cộng Hòa. Bóng đã chạm đầu bên phía cầu thủ Long Phát, đó là Tú Tó. Tú Tó điểm không hiểm mấy, nhưng mà thủ môn đã phải bó tay ở ba dứt điểm vừa rồi. Ta có thể xem lại tình huống vừa rồi mà phản công tưởng chừng không nguy hiểm mấy. Sau đó ba dứt điểm và thủ môn Văn Kiệt có vẻ như cùng Đá Tiến và Đá Tuấn tiếp tú không vào. Và bóng lộn xộn trước cầu môn của bên phía Cộng Hòa. Thắng dứt điểm vào. Vừa rồi là Việt Thắng. Việt Thắng đã nâng tỷ số lên 3-0. Ba cầu thủ trên sân cũng có Bá Nam và Việt Thắng mỗi người lên phía trên. Mặt sân đã ảnh hưởng rất nhiều những tình huống. Bá Nam không vào. Bá Nam có vẻ thì hơi vội. Đá Tùng dứt điểm không vào. Hội đang là một chỗ dựa vững chắc cho toàn đội của Long Phát. Liên tiếp là những pha cứu thua. Tiến không vào. Và dứt điểm và của cầu thủ trẻ Đinh Hiếu. Và dứt điểm. Đây là Đức Tú. Có 3-8-0. Không vào. Chưa có siêu phẩm ở trên sân. Ở trên sân thôn Hữu Tử. Tiếp tục là Đàn Tuấn dứt điểm. Văn Phương không thành công và đặt lòng điều chính xác của Văn Phương. Văn Cường để Tú Tó không được. Vừa rồi và dứt điểm của Văn Cường. Như vậy có sự thay đổi người bên phía Long Phát. Cũng kỳ là gì đây? Bắn Cương không được. Không phải là một pha tập 1-2 và pha dứt điểm luôn của Bắn Cương. Cộng Hòa và Long Phát tỷ số kết thúc là 3-0 nghiêng về Long Phát.